Đời người thắng là ở hợp độ, thua là ở vô độ. Từ ngàn xưa, người xưa đã khẳng định như thế. Vậy tại sao? Hãy cùng Trầm Ơn Thiên Đức khám phá trong bài chia sẻ này nhé. Các bạn thân mến, trong luận ngữ có câu rằng quá do bất cập, ý chỉ rằng làm gì quá mức và không đủ mức đều không tốt. Đạo sự thế của người xưa cũng như thế. Nó không chỉ yêu cầu sự chung sống hòa hợp giữa người với người, mà còn là yêu cầu tu dưỡng giữa mỗi cá nhân. Dù là nói chuyện hay làm việc, học tập hay hưởng thụ, nếu không có mức độ thích hợp, không có độ tiến hay độ lui phù hợp, thì rất dễ lâm vào cảnh quá đà, hoặc bị trói buộc mà không thể nào thoát ra được. Cho nên, trong cuộc sống này, từ cách nói chuyện, ăn uống hay hành xử, đối nhân xử thế đều phải chú ý đến độ, tức là mức độ. Thứ nhất, gia đình phải có độ ấm. Theo như chữ giáp cốt, thì gia mang ý nghĩa là những người cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Hay nói cách khác, gia chính là nơi người thân thích sống chung. Người xưa có câu rằng, hữu phu hữu phụ, nhiên hậu vi gia. Tức là có chồng có vợ, tự nhiên ắt sẽ thành gia đình. Gia đình không phải là cái nhà trống rỗng hay văn phòng để làm việc, cũng không phải là một không gian được xây dựng để có đầy đủ các loại của cải vật chất như tivi, tủ lạnh, mà còn là hơi ấm của tình thân, của con người. Vật chất phong phú sẽ giúp con người có cuộc sống đầy đủ và sung túc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định, cũng không phải là yếu tố dài lâu. Từ gia ở đây mang ý nghĩa là sự ấm áp hơn là vật chất đầy đủ. Ngôi nhà chính là bến cảng bình an, là bến đỗ của con thuyền sau nhiều ngày tháng bôn ba xa xôi. Vì thế đã là gia đình, nhất định phải có độ ấm áp. Nếu không, nó chỉ đơn giản là một căn nhà trống mà thôi. Điều thứ hai, hành xử phải có khí độ. Mỗi người trong cách hành xử và làm việc phải biết tiết chế, cương nhu thích hợp, biết được khi nào cứng rắn, khi nào mềm mỏng để có công việc hoàn thành tốt đẹp. Có những việc dụng tâm quá mức chưa hẳn đã là tốt, thậm chí còn có thể khiến người ta oán thán không thôi. Đặc biệt những người nắm giữ trọng trách càng cao, làm việc cần càng phải có khí độ. Mỗi quyết định hay việc làm của mỗi người đều ảnh hưởng đến vận mệnh của xã hội, nên cần phải làm việc làm sao cho hợp với đạo lý. Người xưa nói, danh chính ngôn thuận sự sẽ thành. Vì thế, một việc hợp đạo lý chắc chắn sẽ thành công. Điều thứ ba, kết giao cũng cần phải có cung độ. Cung độ ở đây ý chỉ sự chừng mực. Kết giao bạn bè không nhất thiết phải nhiều, nhưng quan trọng phải là chân thành. Trong cuộc sống, dù là bạn bè, không nên tham gia quá mức vào công việc cá nhân của đối phương. Làm gì cũng phải có chừng mực. Đừng gần gũi quá mà sinh ra vô lễ. Bạn bè hữu nghị, chỉ khi cùng tâm thì chí mới được lâu dài. Điều thứ tư, làm việc cần phải có tốc độ. Đời mỗi người ngoài thời niên thiếu cùng với khi về già, thời gian làm việc và gây dựng sự nghiệp cũng không được quá dài. Vì thế, điều quan trọng nhất là phải nắm bắt được thời cơ. Làm gì cũng cần phải có chuyên tâm và dứt khoát, hiệu quả và có tốc độ thì mới mong thành công. Mỗi người cũng cần phải có ý thức hơn nữa về vấn đề thời gian, giữ lời hứa về thời gian thì mới có thể giữ được chữ tín, từ đó mới có thể kết giao rộng rãi hơn và làm nên nghiệp lớn. Điều thứ năm, ăn uống không được quá độ. Từ xưa, con người đã coi trọng việc ăn uống. Nguyên nhân bởi, việc ăn uống có thể phản ánh được chính xác phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Như người xưa quan niệm, nhìn tướng biết người, ý chỉ hành vi nhỏ như cách ăn uống cũng có thể tiết lộ người đó như thế nào. Thông qua hành động ăn uống, hành động mỗi ngày của con người cũng phản ánh mức độ tu dưỡng. Một người ăn uống vô độ chắc chắn sẽ khiến con người khác không muốn kết giao, nói gì đến hợp tác lâu dài. Nhiều người cho rằng, bạn bè thân hữu gặp nhau nhất định phải rượu chè vô độ, ăn uống thoải mái. Họ vô tư đến mức ăn uống không còn rõ ràng, suy nghĩ càng hỗn loạn. Thậm chí, nhiều người ăn uống vô độ đến mức mất hết cả bạn bè, tình thân, phong thái lịch sự. Vì thế, ăn uống cần phải phù hợp, không nên phóng túng, vô độ, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và tu dưỡng của bản thân. Điều thứ 6, rèn luyện phải thường độ. Người xưa có câu rằng, sinh mệnh quyết định ở chỗ vận động. Sinh mệnh đối với mỗi người là điều vô cùng quý giá nhưng cũng rất yếu ớt. Một người khi quý trọng sinh mệnh của bản thân nhất định sẽ chăm chỉ rèn luyện thân thể thì mới tiêu trừ mệt nhọc, tăng cường sức khỏe, kéo dài thọ mệnh.
Bên cạnh đó, mỗi người cần phải rèn luyện về tâm tính của mình, nên có lối nghĩ phóng khoáng, lạc quan, biết hài lòng, biết đủ. Điều thứ bảy, hưởng thụ phải có xả độ. Cố nhân dạy, thế bất tận xử, phúc bất tận hưởng. Tức là, có quyền, có thế không nên dùng hết, có phúc cũng không nên dùng hết. Phúc báo có lẽ chính là điều mà ai cũng mong muốn có được trong cuộc đời. Tuy nhiên, cổ nhân xưa đã có câu, phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí. Tức là, họa ở chỗ dựa của phúc, phúc lại là chính là nơi ẩn náu của mối họa. Phúc nếu như hưởng hết thì họa sẽ đến. Con người càng sống đến tuổi trung niên, lão niên, càng cần phải hiểu sự buông bỏ, xả bỏ, không nên truy cầu ham muốn cũng như tham lam mong có được. Đó mới chính là cách hưởng thụ thực sự của người thông minh. Các bạn thân mến, quá do bất cập, làm gì quá mức hay không đủ mức đều không tốt. Đạo sự thế của người xưa cũng thế, nó không chỉ là yêu cầu sự chung sống hòa hợp giữa người với người, mà còn là yêu cầu tu dưỡng giữa mỗi cá nhân. Đời người nhiều gian truân, xin hãy nhớ, đời người thắng ở hợp độ, thua ở vô độ. Hy vọng các bạn thẩm thấu bài chia sẻ này của chúng tôi dành cho các bạn để có một cuộc đời sang trang, hạnh phúc và thành công. Đừng quên để lại like và comment ý kiến của bạn ở dưới bài viết nhé. Trân trọng cảm ơn quý anh chị.